chào mọi người, tôi đang ở gian hàng của Hyundai. Đây là chiếc Hyundai Lafetta. Không biết nó có phải phiên bản Elantra của Trung Quốc hay không, nhưng mà rất là đẹp và bắt mắt, nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân Trung Quốc. Người mẫu thì rất là xinh, xe này rất là đẹp. Ta đi một vòng nhé, sơn rất là lạ luôn. Đây là lục cấp chiếc xe này, khá là đẹp và bắt mắt và rất là thể thao, ghế rất là thể thao nhé. Mọi người nhìn ghế thể thao, ghế thể thao luôn. Ôi, màn hình rất là to rồi. Rất là to, khá là bắt mắt. Đây, tần số thể thao. Đây là mẫu Hyundai Lafetta. Đây là mẫu Hyundai Sonata thị trường Trung Quốc. Đẹp luôn. Là Sonata của mã của Trung Quốc. Rất là đẹp. Đây xe thì thể thao. Xe rất là thể thao. Đấy. Phần màn hình giải trí trung tâm này. Sonata có cái gì đấy? Ô lăng đề cắt nhé. À, tôi đi thì tắt phím. Ô, cái khoảng rút rồi. Xe này là gì đấy? Số là nút bấm nhé. Đây, tiến lùi số mo này, chế độ lái này, auto hold này, tăng năng hoàn toàn, rất nhiều các cổng kết nối khác, nhiều. Cửa sổ trời thì toàn cảnh. Sonata. Mẫu Hyundai i30.我们可以看到上下两条腰线统一的整个非常具有辨识度。那来到我们的车身侧面，我们可以看到上下两条腰线统一的整个非常具有辨识度。那来到我们的车身侧面，我们可以看到。 首先映入眼帘的就是我们这块双12.31寸的一个一体式的大灯，那么不仅如此，我们的第十代Sonata还带来了全新的百度3.0系统。
并同时配备了 L 库级别的自动驾驶功能，为您的安全驾驶保驾护航。没问题，没问题。那么通过我的讲解，大家可以了解到我们最近一段的那款车，在专注在智能方面都有了极大进步的提升，相信大家愿意走进我们这台索纳塔，而它也会给大家带来更多的惊喜。那么本堂公开课到此结束，感谢大家的倾听，再见。这个是什么 ？Look in， 这是一个轻轻反应堆吗？We may be very different from each other. But we feel stronger. Together. You feel good, right? Xe điện. Okay, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.